7 nấc thang giúp cho bạn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Doanh nhân kiến quốc trước tận tâm, tạo nên đẳng cấp. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình luôn cố gắng, mình luôn làm việc hết mình, nhưng mà mình mãi chẳng có sự thay đổi gì, sau 3 năm, 5 năm nhìn lại vẫn như thế, vẫn chưa thành công, vẫn chưa hạnh phúc. Tại sao Yến nói là bạn chưa hạnh phúc, chưa thành công? Bởi vì nếu như bạn biết được bí mật này mà bạn thực hiện được thì bạn chắc chắn có được sự thành công, có được hạnh phúc. Cuộc sống của bạn thật sự thay đổi khi bạn đảm bảo có được 7 nấc thang sau đây thật sự chất lượng. Nấc thang thứ nhất, bạn đã có được người thầy giỏi cho mình chưa? Người thầy mà chúng ta nói ở đây không phải là người thầy ở trong trường học, là người mà bạn xem là người thầy ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống thật sự xuất sắc mà bạn đang học hỏi. Nấc thang thứ hai là những kiến thức mà bạn học hỏi được hàng ngày qua những cuốn sách, qua những trải nghiệm, qua mạng xã hội, vân vân, nó đã thật sự tốt chưa? Nấc thang thứ ba, mục tiêu của bạn đã có chưa? Bởi vì những người sống có mục tiêu, có ước mơ thì chất lượng cuộc sống của họ cũng hơn hẳn những người sống không có mục tiêu, không có ước mơ để hướng đến. Nấc thang thứ tư là chất lượng những câu hỏi mà bạn hỏi mình hàng ngày, như là làm như thế nào để tôi làm xuất sắc hơn những công việc này. Khi chúng ta luôn nghĩ đến những điều mà chúng ta mong muốn và chúng ta khao khát làm cho nó tốt hơn thì những ý tưởng mới sẽ xuất hiện. Nấc thang thứ năm là chất lượng của những quyết định mà bạn đưa ra. Bạn cần lưu ý là không có quyết định nào là đúng nhất, chỉ có những quyết định phù hợp nhất với bạn trong hoàn cảnh hiện tại của bạn mà thôi. Nấc thang thứ sáu là chất lượng những hành động của bạn. Bạn có thật sự chú tâm và làm một cách tập trung vào những hành động đó hay không? Nấc thang thứ bảy, chất lượng của những kết quả mà bạn đạt được trong mọi khía cạnh của cuộc sống, nó đã thật sự tốt chưa? Kết quả bạn đạt được đã đúng như mong muốn của bạn chưa? Nếu như mọi nấc thang mà chúng ta đã làm tốt hết sức, thì chất lượng cuộc sống của bạn chắc chắn được mỹ mãn, được nâng lên một tầm cao mới. Nói đến đây thì Yến tin chắc rằng có nhiều bạn sẽ nói với Yến rằng nói thì dễ nhưng làm thì không có dễ đâu. Điều này đúng. Bởi vì khi bạn thực hành, bạn cần phải có giải pháp và bạn cần phải kiên trì rèn luyện. Hãy liên hệ với Yến để có cho mình bộ công thức cũng như là có cho mình giải pháp phù hợp nhất bạn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video.